Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,12%, hiện tại đứng quanh vùng giá 2.517 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 101,35 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 59.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,863% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 75,92 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới ở mức giá hiện tại tăng khoảng 1% do kỳ vọng mạnh mẽ của giới đầu tư về việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này, khi mà các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát để biết thêm thông tin chi tiết về quy mô tiềm năng của đợt cắt giảm. Theo ông Evelyn Newman, chuyên gia phân tích thị trường của GNAVLCOIN cho biết, thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất bất kể thế nào. Câu hỏi lớn nhất hiện tại là quy mô, mức cắt giảm lãi suất của Fed là bao nhiêu. Chuyên gia nói thêm rằng, ít nhất đến khi mà diễn ra cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thị trường vàng sẽ đi ngang, có vẻ như sẽ có ngưỡng hỗ trợ mạnh do tình hình địa chính trị. Vàng được xem là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ kinh tế và địa chính trị bất ổn. Dữ liệu trước đó cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ giảm trong tuần trước. Bộ Lao động bổ sung rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể vẫn ở mức cao trong tháng 8. Vào hồi tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell ra tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra nhằm đáp lại lo ngại về thị trường việc làm. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch thấy có khoảng 65,5% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và khả năng giảm lớn hơn 50 điểm là khoảng 34,5%. Các nhà đầu tư hiện tại đang chú ý đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, hay gọi là PCE, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Thị trường Vàng Thỏi London, sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư phương Tây đang hỗ trợ cho sự tăng vọt của giá vàng trên toàn thế giới và tại Ấn Độ. Nhu cầu tìm kiếm loại tài sản trú ẩn an toàn cũng tác động đến khả năng phục hồi của giá vàng. Căng thẳng ở Trung Đông đang có rất ít dấu hiệu giảm bớt, trong khi việc tạm dừng hoạt động sản xuất ở Libya đang tạo thêm bất ổn cho khu vực và hỗ trợ giá cả trên các thị trường hàng hóa. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra loạt tiệm vàng trên địa bàn thành phố, phát hiện nhiều sản phẩm vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, trong chiều nay ngày 30 tháng 8, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội quản lý thị trường số 5 vừa kiểm tra đột xuất 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn quận 5, phát hiện số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Bước đầu, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sản phẩm vàng trang sức là 11 sợi dây chuyền được bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ với tổng trị giá hàng hóa hơn 130 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đang làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng về việc thực hiện đúng quy định pháp luật về kinh doanh mua bán vàng và ngoại hối. Đại diện Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 5 sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn quận 5 nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng đang tăng cao. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của đội trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng kém chất lượng trên địa bàn. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng và mặt hàng vàng nhẫn tạm thời thì vẫn không có thay đổi về giá trong phiên này. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, cũng như tập đoàn phú quý Bảo Tín Minh Châu đang đều mua vào ở mức 79 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Chỉ có riêng Mi Hồng chiều mua vào cao hơn 1 triệu đồng trên lượng. Mức giá này thì vẫn duy trì ở các phiên trước đó, mua vào 80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng.
Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn 4 số 9, hiện tại thì cũng không có thay đổi về giá, chỉ có duy nhất hệ thống mi hồng là thay đổi về giá ở một số loại nhẫn. Với giá nhẫn 4 số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 77,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên lượng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 77,46 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,66 triệu đồng trên lượng. Nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 77,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên lượng. Mặt hàng vàng nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng không có thay đổi, mua vào mức 77,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên lượng. Còn với giá nhẫn 985 và 980 tăng 500.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào ở mức 24.660 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.030 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.110 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.200 đồng trên 1 đô la Mỹ. Không có thay đổi về giá sau khi giảm 90 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 100 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra ở phiên giao dịch trước đó. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Phú Quý SJC mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu bán ra 8.100.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.900.000 bán ra 8.100.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 7.900.000 bán ra 8.100.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.900.000 bán ra 8.100.000. STC Huế, Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.740.000, bán ra 7.865.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.740.000, bán ra 7.875.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.730.000, bán ra 7.825.000. Vàng 24K mua vào 7.547.000, bán ra 7.747.000. Vàng 18K mua vào 5.634.000, bán ra 5.884.000. Vàng 14K mua vào 4.327.000, bán ra 4.577.000. Vàng 10K mua vào 3.028.000, bán ra 3.278.000. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.755.000, bán ra 7.865.000. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 7.745.000, bán ra 7.865.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.